Chào mừng các bác đã đến với kênh Thanh của Xuân Đỉnh Audio. Hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ tiếp tục phục vụ các bác bằng những sản phẩm là loa súp bãi mới về. Và trong video này thì Xuân Đỉnh có 4 chiếc loa súp của hãng Yamaha. Đây là một trong những thương hiệu phải nói đứng đầu bảng trong những dòng loa súp hàng bãi Nhật. Và bất kể những cái dòng nào tầm tiền cũng như với những dòng loa súp Yamaha thì Xuân Đỉnh nói luôn thì dòng Yamaha này nó là vua của các loại súp bãi Nhật. Hôm nay Xuân Đỉnh về đến 4 chiếc thôi chứ cũng không có nhiều, và những dòng này thì các bác làm vừa nghe nhạc cũng như hát karaoke gia đình cũng rất là tuyệt vời. Cấu hình của loa súp này thì đều là thiết kế là 2 bát 20 gân mút màng giấy lỗ thông hơi phía đằng trước. Thì Xuân Đỉnh đã mở ra 3 chiếc kê căng, còn một cái thì đậy lại để cho các bác có thể biết rõ được là khi nắp e căng vào thì nó sẽ như thế nào. Đấy, căng cước còn đầy đủ, loa thì rất là đẹp, nói chung là góc cạnh không có bị chảy xước gì nhiều vì đây nó là hàng tuyển rồi. Loa súp này thì nó có kích thước là chiều cao là 62, chiều ngang 25 và chiều sâu nó đạt 40. Loa súp này thì nó nặng khoảng tầm 17-18 cân một thùng. Đấy. Và đây thì Xuân Đỉnh cũng cắm trên một chiếc điện thoại để test cho các bác về những dòng loa súp này. Thì với những cái cặp súp của Yamaha SVK150 thì tại sao mà Xuân Đỉnh lựa chọn dòng này, vì với hai cái quả loa bát 20 này thì các bác cứ an tâm rằng là so sánh với một chiếc súp bát 25 của hãng Yamaha thì dòng bát 20 nó sẽ trội hơn, vì hai bát 20 nó cộng lại và đây là hai bát thật thì nó đánh uy lực hơn một bát 25, mà giá tiền thì nó lại rẻ hơn. Cho nên là Xuân Đỉnh lựa chọn những cái dòng súp như thế này để phục vụ cho các bác nghe nhạc và hát hò karaoke gia đình tuyệt vời. Với những súp này thì các bác chơi rất tốt, diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông, ghép vào những cái bộ karaoke nghe rất là hay. Vì bao giờ cũng vậy, khi hát karaoke mà thiếu loa súp thì nó giống như kiểu là mình thiếu một cái gia vị ấy. Tại vì loa súp này thì bao giờ nó cũng tăng cái tải trầm, mà các bác hát karaoke thì nó rất là hay và nó sẽ uy lực hơn. Toàn bộ loa, tuyến loa này đồng đều và đẹp leng keng luôn. Gân mút đã được thay mới, vì những cái dòng này thì bao giờ cũng vậy, nó đi qua đường tàu biển cũng như lâu năm thì nó sẽ bị mục gân. Hàng này là hàng điện 100V các bác nhé. Thì Xuân Đỉnh sẽ hướng dẫn qua các bác cách sử dụng. Thì ở trước mặt này nó có 3 cái núm luôn, rất là dễ sử dụng. Và riêng loa súp thì khuyến cáo các bác là lên kê ở góc nhà để nó đánh, nó đẩy tiếng bát ra thì sẽ hay hơn, chứ đừng, các bác đừng kê ở giữa nhà thì nó sẽ, cái tiếng bát nó sẽ kém hơn. Đấy là cái nguyên tắc hoạt động của những dòng loa súp. Thì chiếc súp này nó rất dễ sử dụng. Đầu tiên là phím bật tắt nguồn. Đấy, đây là tần số này. Dòng này nó cắt rất là sâu, nó cắt từ 40 Hz. Đấy, bình thường những chiếc súp nó sẽ cắt là 50, nhưng với những dòng Yamaha thì sẽ cắt từ 40 giải tần thấp nhất để cái tiếng bát nó sẽ xuống sâu hơn. Đấy, và các bác nghe xa nghe gần thì tùy các bác điều chỉnh. Đấy, còn bên này là volume to nhỏ, thì đây như Xuân Đỉnh đang cắm như đang test cho các bác nghe luôn. Thật ra test trên loa súp ấy, mà test trên điện thoại thì nó rất là khó, nên đây Xuân Đỉnh chỉ quay cũng như test cho các bác và hướng dẫn các bác cách sử dụng thôi. Còn nếu như bác nào mà gần cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác cứ đến trực tiếp thì các bác nghe với những dòng loa súp này thì mới biết được nó có chất lượng hay không. Đấy là cái điều thực tế. Còn đâu là test về loa súp thì nó cứ huỳnh huỳnh nghe rất là khó chịu nếu mà nghe bằng điện thoại. Đây, các bác thấy là cái trên kia cái mái này nó còn bị rung. Thì khi các bác mà nghe nhạc ấy, thì các bác để tần số này nó thấp thì cái tiếng bát nó xuống rất là sâu, còn nếu hát karaoke thì các bác chỉnh cao lên một chút, còn bên này là volume to nhỏ. Đấy. Mấy cái phòng quanh quanh cửa hàng Xuân Đỉnh này là sẽ bị rung đấy, vì bát này đánh rất là hay mà nó xuống rất là sâu. Súp Yamaha SVK150 cửa Xuân Đỉnh hiện tại thì đang còn 4 chiếc. Đấy, mức giá là 5.500.000 đồng một chiếc. Súp điện này thì ghép được tất cả những cái âm ly hay cục đẩy hay là âm ly Việt Nam hay âm ly tàu thì đều ghép được hết. Đây là phía đằng sau. Thì phía đằng sau đây thì nó sẽ có hai cái đường vào. Có nhìn rõ đây là hai đường vào. Đấy. Đấy, đây phím auto tắt nguồn và tắt nguồn.
Basel này thì chính là cái thay đổi cái đảo pha ấy, xa gần. Dòng này thì nó sử dụng điện 100V, công suất của nó là 75W. Theo cạnh đằng sau, tổng quan nó rất là đều và đẹp. Mức giá là 5.500.000 đồng một chiếc các bác nhá. Hiện tại thì chỉ còn 4 chiếc thôi. Và lần này thì tạm thời là hết xúc rồi, cũng không có hàng. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại 0395 727 582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này thì cả Xuân Đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại.